các bạn quay trở lại với kênh của ngọc japan à, tiếp tục tới với những uh, con phố ở trên hà nội thì uh, thực sự uh, mỗi lần giao hàng lên trên uh, hà nội này thì ngọc japan uh, cũng phải tính toán rất là kỹ về đường đi cũng như là cái công cụ vận chuyển và một trong những cái sản phẩm mà hữu ích nhất là bổ trợ cho những cái người kỹ thuật của ngọc japan đó chính là những cái chiếc xe kéo uh, khi đặt những chiếc ghế này lên và đưa vào trong những con ngõ thì rất là thuận tiện và ngày hôm nay đây thì Ngọc Gia ban có mặt tại nhà bác nhà để có thể là bàn giao cho bác cái chiếc furikio AS2100 mới tinh đập hộp và bác cũng như uh, là một bác nữa hai bác cũng đã xuống tới tận Ngọc Gia Văn và quyết định là mỗi người mua một chiếc ghế thì thực sự là Ngọc Gia Ban rất là vui khi mà những người như bác dành thời gian đi một quãng đường và xuống Ngọc Gia Ban trải nghiệm và lúc đầu thì bạn của bác cũng là một người đã đặt mua một chiếc AS 2100 ở bên Nhật về và sau đó thì bác dùng chiếc 2100 đó bác thấy hay và bác có chia, chia sẻ với bác Nhàn và một bác nữa tức là ba bác chơi thân với nhau và bác Nhàn cùng hai bác đã xuống Ngọc Japan mua hai chiếc ghế và sau khi đó thì một bác mua chiếc AS 2100 còn một bác nữa thì là mua một chiếc AS810 mà hôm vừa rồi, rồi ngọc gia pan có cơ hội tri ân thì à, thực sự rằng là đây là một trong những cái niềm rất là vui khi mà bác à, khách à, dù không mua nhà ngọc gia pan nhưng đã có con mua từ bên nước ngoài gửi về và chia sẻ với bác nhàn về cái câu chuyện là sử dụng những sản phẩm ghế massage nội địa nhật thì thực sự ở ngọc gia pan rất là vui khi mà đã à, giành được cái niềm tin của khách hàng À, lựa chọn Ngọc Gia Pan để có thể là lựa chọn à, dành cái chiếc ghế và cái niềm tin này mua tại Ngọc Gia Pan. thì bản chất của chiếc AS2100 thì mọi người mua ở bên Nhật à, nếu mà có người quen và chúng ta vận chuyển về đường máy bay thì thực sự thì nó cũng sẽ rẻ đi được một phần nào đó à, so với mua ở những cái shop bán hàng như Ngọc Gia Pan à, nhưng có một điều thì mọi người sẽ vất vả hơn một chút đó là chúng ta phải có một cái người quen đảm bảo tin tưởng được cũng như là chúng ta phải có người để có thể biết cách di chuyển nội địa từ những cái cửa hàng bán ghế tới những cái điểm mà người ta nhận vận chuyển hàng về Việt Nam à, và quan trọng hơn nữa là chúng ta phải có cái giấy thông quan, tức là khi mà thông tới hải quan, xuống máy bay thì chúng ta phải làm thủ tục thông quan à, để chúng ta khẳng định là chúng ta mua về tiêu dùng và xuất được cái hóa đơn của nhà bán và sau đó chúng ta nộp thuế để chúng ta có thể mang sản phẩm về nhà nhưng có một câu chuyện sẽ vất vả hơn một chút đó là mọi người sẽ phải nghiên cứu về vấn đề không may ghế nó nổi trong quá trình vận chuyển cũng như là uh, ghế nó nổi từ nhà sản xuất thì chúng ta sẽ phải tìm một cái đơn vị để bảo hành cũng như là xử lý khắc phục cái nỗi đấy cho chúng ta thì nếu các bạn mà có mua những sản phẩm nội địa nhật mà uh, mua trực tiếp về mà các bạn không biết sửa ở đâu thì các bạn có thể liên hệ với ngọc Sao pan ngọc sa pan sẽ giúp các bạn để xử lý để làm sao cho các bạn có sản phẩm dùng tốt nhất và đấy là câu chuyện mà Ngọc Giáp Ban muốn chia sẻ và rất cảm ơn bác nhà.